Cảm ơn quý vị vẫn đang theo dõi chương trình tin tức. Sau đây là phần điểm tin Việt Nam. Công an Cộng sản Việt Nam bắt làm nhục một phụ nữ ở vườn rau Lộc Hưng. Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, thành phố Sài Gòn đã bắt giữ, hạ nhục và câu lưu một phụ nữ ở vườn rau Lộc Hưng khi cô cùng một số người khác quay trở lại vùng đất đã bị chính quyền thành phố cướp đầu tháng Giêng năm nay. Cô Bảo Quyên, một người mẹ có con nhỏ và là công dân sống ở khu vườn rau Lộc Hưng, nói rằng sáng 8 tháng 3, cô cùng một số bà con từng sống trong khu vực quay trở lại khu đất để thăm cho đỡ nhớ. Một lúc sau, rất nhiều công an và mật vụ kéo đến, yêu cầu bà con giải tán và bắt giữ cô Bảo Quyên, đưa cô lên xe về đồn cảnh sát. Trong đồn cảnh sát, cô bị hai nữ cảnh sát lột hết đồ để kiểm tra xem cô có đem theo máy móc gì không. Sau đó, cảnh sát truy vấn cô tại sao cô đến khu vực đã bị giải tỏa. Công an đe dọa rằng nếu cô cùng bà con còn quay lại vùng đất mà họ đã sống hàng chục năm nay thì sẽ bị bắt với cáo buộc gây rối trật tự công cộng. Cô Bảo Quyên chỉ được trả tự do vào chiều tối cùng ngày sau khi cộng đồng mạng chia sẻ thông tin về việc cô bị bắt. Đây là lần thứ hai cô Bảo Quyên bị bắt bởi công an địa phương, thưa quý vị. Tàu đánh cá của người dân Quảng Ngãi bị tàu Trung Cộng đâm chìm ở Hoàng Sa. Báo Người Lao Động vào ngày 7 tháng 3 loan tin có khoảng 10 giờ vào khoảng 10 giờ ngày 6 tháng 3, tàu đánh cá của ngư dân Nguyễn Minh Hùng sống ở thôn Châu Thuận Biển, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đang đánh bắt ở khu vực đảo Đá Lồi thuộc quần đảo Hoàng Sa thì bị tàu của Trung Cộng mang số hiệu 44101 đâm chìm. Lúc này trên tàu của ông Hùng có 5 ngư dân, họ may mắn bám được vào một phần của mũi tàu còn nổi. Đến khoảng 12 giờ cùng ngày, cả 5 ngư dân được một tàu đánh cá khác của Quảng Ngãi đưa lên tàu. Mặc dù vừa thoát nạn tử thần, nhưng nhóm ông Hùng đã quyết định phải ở lại biển cùng chiếc tàu đã cứu ông để đánh bắt hải sản. Do cả hai tàu đều mới ra khơi nên phải ở lại đánh cá để không bị lỗ chi phí đã bỏ ra. Người thân ông Hùng cho biết là tàu của gia đình ông mới xuất bến ra Hoàng Sa được 4 ngày thì bị tàu Trung Cộng đâm chìm. Trước đây, tàu của ông Hùng đã nhiều lần bị tàu Trung Cộng bắt bớ, xua đuổi. Năm 2016, ông Hùng vay tiền để đóng tàu mới. Khoản nợ này đến nay vẫn chưa trả xong thì bị tàu của Trung Cộng đâm chìm, thưa quý vị. Nhà thầu Nhật sắp khởi kiện nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam ra tòa. Báo VN Express vào ngày 7 tháng 3 loan tin là ông chủ tịch Ủy ban Sài Gòn vừa gửi văn bản khẩn cho ông Thủ tướng Chính phủ Cộng sản Việt Nam xin tạm ứng ngân sách 2.150 tỷ đồng để thanh toán cho nhà thầu ngoại quốc thi công tuyến Metro số 1. Ông này bày tỏ là nếu Trung ương không cho thì ông kiến nghị Thủ tướng cho Sài Gòn tạm ứng từ ngân sách để trả nợ. Hành động xin ứng tiền này nhằm tránh việc nhà thầu khởi kiện sau nhiều lần đòi nợ bất thành. Và các nhà thầu ngoại quốc ở đây dù được báo lề đảng trách nhắc tới, nhưng ai cũng hiểu là nhà thầu Nhật Bản bởi vì trong thời gian vừa qua, nhiều viên chức Nhật đã thay nhau liên tục đòi số tiền nợ hơn 100 triệu Mỹ Kim cho các nhà thầu Nhật tham gia thực hiện dự án Metro số 1. Sau nhiều lần đòi nợ và luôn nhận được lời hứa suông, thì lần gần đây nhất vào ngày 18 tháng Giêng, trong cuộc gặp với ông Toshiko Abe, Thứ trưởng Thường trực Ngoại giao Nhật Bản, ông Chủ tịch Sài Gòn đã hứa sẽ trả món nợ hơn 100 triệu Mỹ Kim cho các nhà thầu trước ngày 1 tháng 2 năm 2019. Nhưng có lẽ đã quá thời hạn của lời hứa mà vẫn chưa nhận được tiền nợ, nên nhà thầu Nhật buộc phải có biện pháp đòi nợ mạnh mẽ hơn, thưa quý vị. Các nhà thầu Trung Cộng muốn đầu tư vào đường xa lộ Bắc Nam. Báo Vietnamnet vào ngày 8 tháng 3 loan tin, Tập đoàn Thái Bình Dương của Trung Cộng muốn được tham gia đầu tư dự án đường xa lộ Bắc Nam tại Việt Nam. Tại buổi làm việc với Bộ Ngoại giao, Bộ Giao thông Vận tải Cộng sản Việt Nam vào ngày 7 tháng 3, ông Chủ tịch Tập đoàn Thái Bình Dương đã đưa ra gợi ý rằng dự án đường xa lộ Bắc Nam có thể đầu tư theo hai hình thức EPC và PTO. EPC tức là từ hợp đồng thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ và thực hiện công trình, đều do một chủ thực hiện. Còn nhà cầm quyền chỉ cần giám sát chủ thể này. Còn BTO nghĩa là hợp đồng xây dựng, chuyển giao và kinh doanh sẽ được gắn trách nhiệm của chủ trong xây dựng và duy trì. Tuy nhiên, chủ tập đoàn Trung Cộng này lại bày tỏ ý muốn tham gia đầu tư lĩnh vực hạ tầng giao thông tại Việt Nam theo hình thức PPP, trong đó có dự án đường xa lộ Bắc Nam phía Đông. Hình thức PPP có nghĩa là Trung Cộng sẽ đầu tư toàn bộ dự án, sau này nhà cầm quyền sẽ mua lại toàn bộ hoặc mua dần từng phần của dự án. Ông Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Cộng sản Việt Nam cho rằng hình thức PPP còn rất mới mẻ ở Việt Nam. Ông này còn bày tỏ rất mong Tập đoàn Thái Bình Dương của Trung Cộng sẽ tham gia đấu thầu một số dự án thành phần của dự án đường xa lộ Bắc Nam ở phía Đông, thưa quý vị. Chôn ổ heo mắc dịch tả châu Phi gần ngay giếng nước ăn của dân. Báo VN Express ngày 9 tháng 3 loan tin chiều ngày 5 tháng 3, gia đình anh Nguyễn Khắc Hùng ở xã Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa phát hiện 4 con heo chết bất thường.
nên đã báo lên nhà cầm quyền cấp xã, chi cục thú y tỉnh Thanh Hóa lấy mẫu xét nghiệm thì kết quả cho thấy đàn heo của gia đình anh Hùng đã dương tính với bệnh dịch tả heo của châu Phi. Ngay sau đó, lực lượng thú y cùng nhà cầm quyền địa phương đã thiêu hủy đàn heo 10 con nặng 900 kg của gia đình anh Hùng bằng cách đào một cái hố ngay trong vườn nhà anh Hùng, khoảng cách từ hố đến tường nhà chỉ 4 mét. Không chỉ vậy, hố trống này lại nằm sát tường của gia đình hàng xóm. Với khoảng cách khá gần này, gia đình anh Hùng rất lo sợ xác heo phân quỷ sẽ ngấm xuống lòng đất, gây ô nhiễm nguồn nước ngầm mà gia đình anh và hàng xóm đang dùng để sinh hoạt hàng ngày. Trước thắc mắc của người dân thì ông chi cục trưởng chi cục thú y Thanh Hóa cho biết, theo quy định phải chôn heo mắc bệnh dịch cách nhà dân giếng nước tối thiểu là 30 mét. Nhưng do ổ dịch nhà anh Hùng có ít heo nên chi cục linh hoạt cho chôn ngay trong vườn sát nhà dân, thưa quý vị. Bà lão nghèo suốt 17 năm dạy bơi miễn phí cho trẻ em Đồng Tháp. Một bà lão độc thân suốt gần 17 năm bền bỉ, tận tâm với công việc dạy bơi miễn phí giúp cho hơn 3.000 trẻ em cùng thuộc vùng lũ thượng nguồn sông Mekong thuộc xã Hưng Thạnh, huyện Tháp 10 không bị chết đuối. Đó là bà Trần Thị Kim Thia, 61 tuổi, ở xã Hưng Thạnh, huyện Tháp 10. Người được trao giải thưởng Kova Sống Đẹp năm 2018. Ngày 9 tháng 3, 2019, nói với giới truyền thông, bà Thia thật thà: "Thực chất thì công việc dạy bơi cho trẻ em vùng lũ đến với tôi một cách hết sức bất ngờ. Năm 2002, do địa phương có nhiều trẻ em bị chết đuối nên xã tổ chức dự án bơi phổ cập. Đây là ủy ban xã cùng hội phụ nữ xã Hưng Thạnh đề nghị tôi dạy bơi cho những đứa trẻ trong vùng để chúng tránh bị tai nạn do đuối nước." Bà Thia kể tiếp: "Cũng vì quá thương các em nhỏ nghèo đang tuổi ăn chơi, tuổi lớn, nên bà quyết định dạy bơi miễn phí cho chúng. Ban đầu số lượng trẻ em đến học bơi khá ít vì nhiều phụ huynh lo lắng, chưa tin tưởng vào việc học bơi ngay ở kênh rạch. Thế rồi, những đứa trẻ tốt nghiệp lớp học bơi thuở ban đầu là bằng chứng để người dân và chính quyền địa phương yên tâm giao phó nhiệm vụ đặc biệt này cho bà, thưa quý vị." Công an thế chấp thẻ ngành thẻ đảng vay tiền rồi trốn nợ. Một cựu sĩ quan công tác tại Văn phòng Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An dùng thẻ ngành thẻ đảng viên Cộng sản Việt Nam để vay 290 triệu đồng, khoảng 12.500, tiêu xài rồi lẫn tránh việc trả nợ. Báo Tuổi Trẻ dẫn tin từ Tòa án thành phố Tân An trưa 6 tháng 3, 2019, xác nhận cho biết đã gửi văn bản đến Viện Kiểm sát và Cơ quan Cảnh sát điều tra đề nghị xem xét dấu hiệu hình sự đối với ông Võ Ngọc Thi, 30 tuổi, ngụ phường 3 Tân An, do phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Ông Thi là cán bộ mang quân hàm cấp quý, công tác tại Văn phòng Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An nhưng đã xuất ngũ từ tháng 10/2018. Theo hồ sơ điều tra, hồi tháng 6/2018, ông Thi tìm gặp anh Nguyễn Văn Minh để hỏi vay tiền để lấy lòng tin. Ông Thi đã đưa thẻ ngành công an, ngoài ra ông Thi cũng đưa luôn thẻ đảng viên Cộng sản Việt Nam và ghi giấy vay nợ để ông Minh tạm giữ làm tin. Anh Minh đã khởi kiện ông Thi ra Tòa án Nhân dân thành phố Tân An. Khi tòa án thụ lý và xác minh thì mới lộ ra chuyện ông Thi đã xuất ngũ. Tòa án Tân An tiến hành các thủ tục triệu tập ông Thi nhiều lần nhưng ông ta vẫn không đến, thưa quý vị. Vừa rồi là phần điểm tin thế giới, Hoa Kỳ và Việt Nam. Jenny xin thân ái tạm biệt quý khán giả của Đài Truyền hình Việt Mỹ. Chúc quý vị có một ngày an lành và hạnh phúc.